Hãy hối cải vì ta là chủ các ngươi,
Ta sẽ chọn trong các ngươi một người trong mỗi thầy và hai người trong mỗi chi họ. Ta sẽ đến các ngươi lên Sion. Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chân theo như ý ta, để hạ dùng lý trí và khôn ngoan chân chất các ngươi. Chúa lại phán: trong những ngày ấy, khi các ngươi sinh sản ra điều trong xứ, thì người ta không còn nói đến hoàng viên Thiên Chúa nữa. Người ta sẽ không còn nghĩ tới, nhớ tới, hối tiếc và lập tạm lập hoàng viên khác nữa. Lúc đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngai của Chúa. Mọi dân tộc, nhân dân Chúa mà quy tụ tại Jerusalem, và họ không theo lòng gian ác, lòng chữ của mình nữa. Đó là lời Chúa. Ta như một từ tranh danh đoàn chiến mình. Chúa sẽ tìm giữ chúng ta như một từ tranh danh đoàn chiến mình. Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm, hãy nói rằng: đồng Nga phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại và sẽ gìn giữ nó như một từ tranh danh đoàn chiến mình. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như một từ tranh danh đoàn chiến mình. Vì Chúa đã giải phóng ra con, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, người kêu thoát nó, chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion. Chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của người. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như một từ tranh danh đoàn chiến mình. Bây giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm như thế. Ta sẽ biến đổi tan chê của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. Alleluia, Alleluia, cho ý định của Thiên Chúa, người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đồ mùa các táo vật. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: vậy các con hãy nghe dùng ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hàng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời Chúa thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bắt hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời
ham mê của cải khiến lời rẻ bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng và hiểu được nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thưa cha thiên sứ, thưa quý sơ, quý bà anh chị em thân mến, con nhớ có một ngày kia có một bạn trẻ đến hỏi với con là: thưa thầy, con cảm thấy mình lời Chúa rất là khô khan, và khi mà nghe cha giảng thì tai này qua tai kia, hoặc là nếu mà thầy đọc lời Chúa thì vừa đọc xong mình không biết mình nghe cái gì, hay có khi mình cảm thấy lời cha giảng hay quá mà lúc mà về nhà mình đọc lời Chúa mình thấy nó không có hết can hệ gì nhiều đến cuộc sống của mình, hay có khi mình sốt sắng mình đọc được vài ba trang mở kinh thánh ra đọc, rồi nào là Facebook hay là Twitter đưa tin nhắn đến, nào là bạn gọi, hay là lo lắng ngày mai không biết làm cái gì rồi ăn gì uống gì, hay là chủ nhật này có overtime hay không. Ở bạn trẻ nói với hỏi con là: thầy có bí quyết nào chỉ cho con vài chiêu thì quyết bà và anh chị em, nếu mà là con thì quyết bà chị em sẽ có cao kiến gì đối với người bạn trẻ này, phải chăng là mình thấy đâu đó câu chuyện nó quen thuộc, hay là phải chăng mình thấy ở đâu đó mình ở trong câu chuyện, mình bắt gặp hình bóng của mình trong câu chuyện, thế mới thấy được là lời của Chúa rất là thời sự. Bởi vì sao con nói là thời sự? Bởi vì dù ngôn người đi gieo giống 2000 năm trước mà bây giờ rất là mới, đó là mình thấy được hạt giống gieo trên bề đường rồi chim trời đến ăn mất, nó phải chăng nó giống như là mình nghe lời Chúa từ tai này xong qua tai kia, hay là hạt giống rơi trên sỏi đá, nó phải chăng là mình nghe lời Chúa rồi mình vui, nghe cha giảng vui giống như mình đọc, về mình đọc lời Chúa thấy ăn nhau gì với cuộc sống mình đấy, hay là phải chi hạt giống gieo trên sỏi đá, gieo trên bùn gai, nó giống như là mình nghe lời Chúa nhưng mà Facebook rồi Twitter rồi bạn bè gọi y ơi, mình không có giờ cảm nhận được lời Chúa năng động trong cuộc sống của mình. Cho nên nó nói lời Chúa là giống như gươm hai lưỡi xé vào lòng mình, rất là thời sự. Lời Chúa 2000 năm trước thì tái diễn, được tái hiện lại ngay thời đại này. Và con thiết nghĩ với bạn trẻ nói là trường học của bạn nó không có phải là duy nhất mình bạn, mà nó còn đâu đó trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Biết đâu chúng ta đang ngồi đây mình cũng thấy bóng dáng của mình ở trong câu chuyện, đâu đó câu chuyện. Và một điểm mà con nói là mình phải vui, đó là bạn chỉ đã đến để mà có những cái khắc quả, ít nhất là có khắc quả là mình làm sao để bây giờ mình
thăng tiến trong việc chia sẻ, à trong việc mà đón nhận lời Chúa. Nó các quả đó để rồi mình hoàn thiện và mình thay đổi. Và một cái điểm thứ hai là điểm vui, đó là mình thấy được Chúa Giêsu, mình thấy được là Thiên Chúa yêu chúng ta quá quá đủ, người yêu thương chúng ta và người gieo hạt giống, gieo vãi hạt giống khắp nơi trong cuộc sống qua lời Chúa, qua các cha các thầy, qua phương tiện truyền thông, qua cách này cách kia, qua cha mẹ chúng ta, người này người kia. Lời Chúa gieo vãi mà không dè sẻ, Ngài gieo một cách quản đại, và rồi để mong rằng lời Chúa ở đâu đó sẽ có ngày đụng chạm đến con tim của chúng ta, mình cảm nhận được một ngày nào đó mình cảm nhận được Chúa yêu mình quá, và tình yêu của Chúa là tan chảy con tim chai đá của mình. Hay là không biết đâu một ngày nào đó lời Chúa gieo vào khúc cửa đất tốt trong cuộc đời của mình, để rồi sinh hoa kết trái, bù lại những hạt giống mà mất đi bởi vì sỏi đá, bởi vì gieo trên vệ đường, hay là bởi vì tai góc. Có lẽ là con thiết nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, chắc chắn mình không muốn là thửa đất để mà gai góc, thửa đất để mà sỏi đá, hay là thửa đất vệ đường. Mình muốn là một thửa đất tốt để lời Chúa gieo vào cuộc đời của mình sinh hoa kết trái. Thì con thiết nghĩ mỗi ngày mình nên dành ra một chút thời gian để mình nghiền ngẫm lời Chúa, mình đọc lời Chúa, và để mình thấy được là lời Chúa gần gũi với cuộc sống của chúng ta, để mình đem ra thực hành, hoặc ít nhất đọc một câu lời Chúa trong ngày để mình suy niệm. Và rồi mình mới thấy được lời Chúa thật là tuyệt vời. Và tiếp tục thánh lễ thì chúng ta hãy cùng thân thưa với Chúa là Chúa, xin Chúa hãy sai con đi, xin Chúa hãy gieo lời Chúa vào trong cuộc đời chúng con, để chúng con thêm say yêu lời của Chúa và đem ra thực hành. Và xin mẹ Maria, mẹ là đứng luôn luôn suy ngẫm, suy niệm lời Chúa và đem ra thực hành. Xin mẹ truyền cầu Chúa cho mỗi người chúng con. Amen. Xin luôn mở dân hát trên cổ hai tấm. Tìm lòng xin tin dâng lên, xin tin dâng lên bàn thờ Chúa. Chúa là cha toàn các chớp nhờ. Xin Chúa đừng đi lệ vào
Xin thánh hóa lễ vật chúng con thức với cả tâm lòng thành, cũng như sư Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh ơi, tâm hồn lên. Chúng con đang buông về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là khí Chúa chúng ta. Thật là sinh ra. Lạy Chúa là cha chi thánh, là khí Chúa toàn năng hàng nữ. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính ta phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết với đức tin sống đồng. Chúng con tuyên xưng người sống lại với niềm cậy trong vững vàng. Chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con mặc tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tôn hô rằng: Hai, hai, hai. Chúa là Thiên Chúa đang đạo binh, trời đất đầy minh quan Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng nâng ngửa lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Phật là Thánh Thánh, ta vô mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa sự vinh thánh và Chúa thánh hoan Chúa lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Giêsu Kitô Chúa chúng con khi từ quyền nộp bị chiêu phố định người cầm lây văn tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, rao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, con cho lên Chúa ban trường sinh và chiến cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con thật xứng đáng hầu phận rất tôn nhang và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và bảo Đức Kitô được quy tụ đến mọi giờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Ác của chúng con và toàn thể hàng giáo tri. Xin nhớ đến các cô tớ Chúa là linh hồn Teresa và các đảng linh hồn học đoàn có thức lễ vân cầu cho Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
Xin ban cho những kẻ đã chết của con Chúa thiện được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các bậc quý phụ chúng con đã đi đời trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được gọi từ anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Con Nam Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen. Con lạy Chúa công thế và các thể thức người dạy chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con và khỏi sự dữ. Xin cho anh thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đã khi chúng con mong đợi tìm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Này Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: để lại bình an cho các con, hãy mang bình an của Thầy của các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoán chúng ban cho hội thánh được bình an và tập nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sâu và hiện thị muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa đeo xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đây xin Thiên Chúa, đây đơn xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc. Xin Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin cùng người mở sách Hát chương 228.
người người sớm người chiều rồi trần gian. Diều người lữ hành xuôi bên biển ngang, dù đông đất trời lắm tên điều tàn, ai giữ lời cha sẽ mãi yên hàn. Lời người êm đêm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng trong mẹ yêu, đừng lời cao vời ngầm tràn sương sông nuôi dưỡng con người. Lời người dân đưa về miền yêu thương lai lắm như trong sương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân thiên chứa chan cõi lòng. Lời người cố về những khi sầu đau, đường dài khốn ngàn không biết về đâu. Cuộc đời sẽ chiều cong trăm mai đầu, tin vâng lời cha ân nghĩa thâm hồn. Lời người êm đêm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng trong mẹ yêu, đừng lời bao vời ngập tràn sương sông nuôi dưỡng con người. Lời người dẫn đường về miền yêu thương lai lắm trong sương. Lời người mãi còn chúng ta rất lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ con là loài dân Chúa. Chúa đã lấy mắt khỏi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cầu giúp chúng con từ bỏ nếp sống của cuộc và ân ái chúng vào đời sống mới. Chúng con cầu xin cả đức tin tôi Chúa chúng con. Amen. Chúng ta đi tất cả lại sẽ đi. Chúng ta
nay đó thì chúng ta cũng được bài nhạc hết. Chúng tôi cũng còn một bài chúng ta cũng lớn một cái tập truyền cơ sở trong sống của quý vị và quý vị sẽ